lo nó chịu. Em có một cái quần nam này, quần dù nam đẹp lắm luôn á, có tầm một chục cái à. Đây nó đủ mèo ha, tầm lâm mèo hết trơn á. Cái này nó nếu như mọi người mà chốt một cái thì lộ màu, mà lấy nhiều cái thì em lấy cho mấy chị đủ màu ha. Để em thôi nó lộn xộn không biết đường lựa. Nhưng mà lấy mấy màu thì mấy chị comment rồi em lấy đại mấy màu ha. Bây giờ quần này chốt thì em là 20 28.000 một quần nam. Quần nam 28.000, cái nào cũng đẹp hết trơn mấy chị ơi, màu nào cũng dễ mặc hết trơn nè. Quần nam 28.000 có mấy cái thôi, ít thật. Màu nó tối không rồi, chứ có xanh này là nó là sáng này với màu kem. Nó quần chút quần gì nữa ha, 28.000 một quần. Dương Nguyễn, chị lấy mấy quần chị, một quần hả? Một quần thì comment màu giùm em đi. Nam xanh đậm cho chị vô. Cái nào xanh đậm vậy ta? Ờ, chị em 28.000. Nhiều lắm. Em nhiều lắm chị. Em còn mấy chục lắm. Một quần nam đen Nguyễn Ngọc Hà Vi. Nó không có đen, nó có xanh đen à. Có xanh đen à. Mới còn một bịch ấy. Ha. Ok, chị đâm cái lên màu ha. Rẻ mà phải nhập được.
cái này ghẻ. Rồi ai lấy này chứ mẹ? Em khu bơm á. Khu bơm xanh yêu cho phải bị ngon. Xe 80 nè.
đi đá chơi. Ai coi nó có đái không vậy? Lấy cho nó uống nước đi thôi, đi nước chanh. Sơ mi chú em 30. Sơ mi cargo siêu đẹp luôn nè, 30.000 form rộng nha chị, này là áo khoác được á. Sơ mi 30 nè. Cam dễ thương quá vậy, cam chữ siêu đẹp luôn.
chút cho em chữ không em nha. Một cái nhất thì dễ thương quá. Cho em chữ 35 nghìn. Hôm nay em có quần chiếc đẹp lắm luôn á chị yêu ơi. Có quần chiếc ghen nè. Nâu lượt lên.
vàng chữ luôn nè. Trời ơi, sao mà mấy cái mẫu chữ lên màu nào cũng đẹp hết trơn á. Áo 35 ngàn. Vô chậm lấy đại cái này chứ. Thanh Thảo nè, Thanh Thảo 35 ngàn. Hoài luôn. Hết vàng rồi, em còn tím thôi vậy đó. Còn tím, còn tím. Em còn tím nha mọi người, tím đẹp quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không có mày áo khoác này không vậy? Kêu ở trong quách nè. Áo khoác vàng. Vàng em ơi, đi hết rồi em còn màu à. Màu này đẹp nè, màu này màu gì ta? Màu này giống màu kem. Rất là dày dặn luôn á.
bì cũng không, đầm bao đầy luôn con tay lỡ thì mẹ chó em như vậy. 29 ngàn bao đầy luôn con 29 ngàn gì mẹ mới ăn, cái này là cổ vuông á. Ai lấy đầm cái đầm thì mẹ 29 ngàn.
coi nó còn có màu nâu đẹp chơi luôn. Lộ 79 gì? À, mấy cái đồ này từ 58 chứ đâu lại là mặt đẹp á chị yêu ơi. Đây áo khoác chụp Mickey hồi nãy em like nè. Trời ơi, cái màu nâu đẹp quá vợ, nâu bò nè. Cái này giống màu nghêu, nâu, ở ngoài nâu. 75 ngàn, áo khoác chuột nha. Khoác chuột 75, em có màu nâu, màu tím. Trời ơi, màu tím nó lên trắng da lắm luôn á. Nâu, chị Dương tiền. Mấy chị lo nhìn em có lợi địa chỉ để em không em. Em có cái gì không mà trả lời chưa á. Rồi mới coi xả này ra nữa. Hết nâu, bây giờ còn tím nè, còn ngờ. Ờ, 75. Xanh đen đẹp quá nè. Xanh đen nè, đó xanh đen, cái xanh đen nha. Vòng bộ lụa với màu đỏ. À, chị có số à, ok chị. Đây, lấy khoác, chút khoác giùm em 75 ngàn thôi, đẹp lắm mấy chị yêu ơi. Rồi bữa nay có gì ổng lo em, ổng lo em màu xanh nghêu giống lật rồi em bán đó mấy chị, nhưng mà rẻ lắm. Thank you.
nó đẹp dữ lắm luôn. Đây, ống le hai nút giùm em ha. Mà nó dài khủng khiếp luôn á. Chốc này chốc tuyết mưa, trên Shopee đang bán 100 mấy. Ai hôm nay em bán cho mấy chị chỉ có nhiêu ta? 47 ngàn. Mấy cái tiếng mà đứa lớn đi. Lấy cá này mặc heo nè. Quần em có đủ size nè, SML. L. Trời nó đẹp dữ lắm nè, cái này mấy chị lên chứ không áo trắng áo đen gì đẹp, không có màu đen nên nó mới rẻ vậy đó. Siêu đẹp luôn mọi người, mà dài nha, ống le dài. Cái L thì nhi quách nè, nhi quách 45, ở 47 ngàn phải không? Hôm nay em có quần jeep nhiều màu nữa.
cái này là beo nâu. Rồi để em cái beo nâu nè, 135 nghìn. Sơ
sơ mi trắng hồng đẹp. Nằm xuống nó hết rồi.
cái cúc sơ mi vậy sao? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không ai mua hết trơn á. Thank you.
35 nha. Quần đen này là 35 nghìn. Ở có một cái quần mì đẹp quá. Quần mì này là nam nữ với mặt cũng được hết trơn á. Quần mì không, quần mì này nữ thôi, là nam không vừa đâu. Quần mì trước em 30. Quần mì 30 nghìn. Sơ mi đuổi hồng 10 nghìn. Sơ mi đuổi hồng 10 nghìn. Vừa chứ. Nè hồng tươi. Cũng là quần dù luôn á. Cái 30. Đây đầm dập ly em còn một cái nha. Đầm dập ly hàng Quảng Châu 65 nghìn. Maxi dập ly. Thank you.
này có ó chí lợn ha. Quần 45 ngàn. À lấy hồng chút hồng 45 nha mẹ. Đây cái này là vải thuộc Tây á. Mặt đẹp lắm. Mấy cái này gì vậy mà áo sơ mi trắng thôi là quá xinh. Quần 45. Nó xài ó chí lợn. Xã hồi nhỏ mà Trần Diễm Trinh á,
bán á. Bi na bi nè, quần này em nhập cũng thôi rồi đó, em bán chỉ có 50.000 thôi. Ruby nè, đó nhỏ này nó là ruby. Ai vì đỏ cũng đẹp hả? Bạn học đẹp đâu, quần này đẹp quá trời mà bự bằng bà luôn nha, bà không lấy. 50 à.
quần đen. Bên này có hai má nè, má trắng nè, nè. Trắng nguyên nguyên trước ở dưới mới là tới tới da hông nè. Rồi mới tới dĩ thành đó. Trời ơi. Thấy không ta? Nè nguyên nguyên tuốt ở trên luôn nè. Đây nguyên nguyên. Xong tới da hân rồi mới tới chị Thủy Thanh. Chứ đâu chết mẹ đâu. Nãy em mới hỏi cái quần đen không có luôn mà màu say ớt nha. Đen say ớt đi mẹ. Lắm luôn á, để cho nó hết. Mốt cuộn 22 nghìn về mặt giá xuất khẩu.
của mọi người. Cái ngó thì ngó già ra nha. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này là lưng bản thì mềm nhau, quần ngố da ra này là da ra quần ngố ngắn chứ phải ngố dài nha. Chứ em ngố da ra này 25.000, ngố da ra 25.000. Bộ này em nhập 25 mà em bán cho nó là 25 luôn á. Chủ yếu lấy về mặt đó, có mấy cái hả? À lấy ngố da ra chứ em nhập 25.000. Thank you.
Lê Thu Thảo ngang 2 chân. Lê Thu Thảo 1.2. Bộ quần ngố 50.000. Dễ thương lắm.
7:45. Hả? Mới nãy hả? Được, được, được. Mới pha nãy sống quá vậy. Không có màu trắng, có mấy màu này cho lạ chứ hôn lắm. Vậy mặc cái áo trắng phong bự trời, ai phong bự lắm. Đúng sai màu tím hay cực quá nè. Chị quý hai cái nè, áo 29 này cho hồng tươi. Sao luôn 90 ngàn nè, 115 ngàn.
sao 90 ủa không 90 ở 90 có tay tránh tiền luôn. Phía trước này là nút bọc ha, màu hồng màu đen với màu xanh, hồng đen xanh xinh lắm. Em là em thun mà là co giãn. Cái này mặc cả năm trời luôn á, chưa hư nữa.
Mẹ Long nghe nó rẻ ơi là rẻ luôn á. Tiếp hả?